khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc ở số 180 Phạm Phúc Hà Đông, Hà Nội. Và ngoài trụ sở này, chúng tôi còn có rất nhiều các trụ sở khác trải dài từ Bắc vào Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và tất cả các trụ sở của chúng tôi đều là nơi làm việc của các kiến trúc sư, cũng như là nơi trưng bày tất cả các sản phẩm, vật tư vật liệu do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền có dịp được theo chân các kỹ thuật viên để về trực tiếp công trình của gia đình nhà khách hàng để khảo sát cũng như tư vấn đo đạc ký kết hợp đồng thiết kế cùng với gia chủ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nhau xuất phát nhé. Xin mời. Chào quý vị khán giả, quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Huyền có dịp được đồng hành cùng với anh Trinh đến trực tiếp gia đình của nhà khách hàng để đo đạc khảo sát cũng như tư vấn ký kết hợp đồng thiết kế. Anh Trinh này, không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến nhà vị gia chủ nào và địa chỉ tại đâu ạ? Chào mọi người nhé, hôm nay thì công ty Mark Home chúng em có lịch về với mảnh đất có Phủ Lý, Hà Nam để cùng nhau gặp gỡ với một vị khách hàng là chú Thao và có là con là anh Linh. Để cùng nhau trao đổi tư vấn và sẽ đi đến ký kết hợp đồng thiết kế và thi công trọn gói với nhau. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào bên trong gặp gỡ khách hàng nhé. Vâng, em mời mọi người nhé. Đấy thì trước tiên ở đây cháu giới thiệu với lại chú Thao. Chú Thao ạ. Thầy Thao đấy, cháu Thao và... dễ nhớ. Thì cháu giới thiệu với lại chú Thao với lại anh Linh Ngô Xuân Linh. Vâng, thì ở đây thì cháu là Trinh. Hôm nay là các bạn bên phòng truyền thông của công ty Mark Home cháu. Rồi, okay, thì hôm nay cháu có nhận được thông tin từ gia đình nhà mình là truyền đạt về công ty là gia đình mình đang có dự định về thiết kế xây dựng nhà. Đúng rồi. Đấy, thì công ty hôm nay cử cháu về đây để khảo sát, thứ nhất là khảo sát khuôn viên đất đai nhà mình. Đúng. Để lấy cái thiết đất xong sẽ lấy hướng. Xong xuôi bọn cháu sẽ xin một số cái thông tin của nhà mình ở đây. Thì trong cái hồ sơ bản vẽ thì nó sẽ có hai cái thông tin để mình thống nhất và rõ ràng chú nhất. Rồi, đấy, rồi, thông okay. Tin đầu tiên là thông tin sẽ là cháu sẽ xin tên tuổi năm sinh của những thành viên sau này mình ở cái ngôi nhà mới này. Để đấy cái đấy là bọn cháu lấy cái năm sinh để bọn cháu tính toán về phong thủy trong cái bố trí mặt bằng công năng. Ok. Đấy. Còn cái thông tin thứ hai là đấy là cái thông tin về bố trí về nhu cầu công năng của nhà mình. Đúng. Đấy. Thì là chú và gia đình nhà mình là đang dự kiến là làm nhà 2 tầng và một cái nhà thờ ở đầu trên. Đấy, thì bọn cháu sẽ xin cái nhu cầu công năng của nhà mình. Ví dụ là tầng 1 của chú là cần, ví dụ là có phòng khách này, phòng ngủ, bao nhiêu phòng ngủ dưới tầng 1 này. Đấy, một phòng bếp, ngủ dưới tầng 1. Cháu đang giải thích lại với trình rõ ràng. Đấy, nên là cháu sẽ xin công năng từng tầng 1 để cái bài toán nhà mình đặt ra để bọn cháu về, bọn cháu sẽ lên thiết kế và diện giải ra để sao nó ra cái diện tích nó cụ thể và nó chi tiết cho nhà mình để mình có thể là chỉnh sửa ở trên nhóm Zalo. Okay. Ví dụ là mình đang dự kiến là nhà mình là anh Linh là anh đang dự kiến là làm khoảng 80 mét vuông sàn đúng không anh? Đấy, 80, bọn cháu sẽ lấy cái khoảng cách 80 mét vuông một sàn đấy là ngôi nhà của mình, ví dụ dài rộng như thế nào này và chi công năng ở trong đấy ra thì nó sẽ ra ví dụ phòng khách bao nhiêu mét vuông một phòng, phòng ngủ bao nhiêu mét vuông, bếp nhà bao nhiêu mét vuông để sau đấy bọn cháu sẽ gửi ở trên nhóm Zalo cho cái nhóm chung ấy để cho nhà mình xem qua và nhà mình có để phối hợp với bên cháu để có thể là chỉnh sửa lại làm sao để nó ra được cái tối ưu và nó hợp tình hợp lý với nhà mình. Đấy. Đấy là nên là bọn cháu phải cần được cái bài toán nhà mình đặt ra đã. Đấy. Thì bọn cháu mới có cái cơ sở để diễn nó ra, chứ bây giờ mình không có bài toán thì mình không biết diễn ra kiểu gì cả. Đúng đúng. Thì chú ý định của chú là chú sẽ xây 4 phòng ngủ. Vâng, 4 phòng ngủ. Ở dưới tầng 1. Và vâng, phòng khách là một phòng ngủ. Một phòng khách, phòng bếp. Tầng 1 cháu sẽ nốt lại một chút, có tầng 1 của chú sẽ có một phòng khách này, đúng không ạ? Và bếp phòng ăn này. Phòng bếp phòng ăn. Một vệ sinh nhỏ nhỏ bên ngoài. Đúng, một vệ sinh chung, đúng rồi, chính xác. Bên ngoài là khách cơ. Đúng rồi. Khách rồi. Khu cầu thang. Tầng 2 của chú là 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ. Có một phòng khép kín đúng không anh? Ừ, master. Một vệ sinh khép kín này. Hai vệ sinh chung, hai phòng ngủ vệ sinh chung. Một cái vệ sinh chung. Nó ăn theo cái chiều nhà luôn mà mặt đấy, tiền nhà luôn rồi. Đấy, còn ra thì làm sân vườn. Đấy, ví dụ nó sẽ nhà không, của mình. Ông đầu em thì làm khoảng 40 mét thôi. Không ở đâu là trước là làm sân. Ý là em hình dung là anh hình dung là ví dụ là mình đi theo cái mặt tiền nhà thế này nhưng mà nó sẽ cắt đôi, nó nằm ở trong còn ở trước nó là sân chứ không phải là làm hết cả cái khung này. Rồi rồi. Đấy. Ok cháu.
Nên là trước nên là người ta ví dụ đằng dưới tầng 2 của mình, đằng cái đằng dưới nó cũng có là ban công thì đằng trên nó sẽ cũng là ban công, nên là phòng thờ của mình nó sẽ nằm hơi sâu xuống đằng đằng sau nhà này. Đúng rồi. Nhưng mà cái diện tích ví dụ cái nhà mình có được cái mặt này 8 mét mặt tiền này thì nó sẽ là làm dài theo hết 8 mét. Một tét là chú ý định là một tét của nước máy. Một tét của nước bể nước mưa. Cháu hiểu ý. Vâng, cháu hiểu. Ví dụ cậu mình đây này, ví dụ mình là sẽ làm nó sẽ khoảng giữa và đằng sau mình sẽ trừ ít để mình làm tét nước này. Tét nước mới hai tét. Tét ở đây bên cạnh thôi. Ở trên tầng 2 đây này. Tầng 2 bên cạnh phòng thờ thôi. Đấy. Có thể là mình để đằng sau nó sẽ giấu nhìn sẽ đẹp hơn là đấy. Cháu làm sao cháu phòng thờ ví dụ cái chiều này mình đang dự định là ví dụ là 10 mét đúng không? Đấy, 10 mét thì cái trừ cái sảnh này trên là khoảng ví dụ là cái ban công này nó rơi vào khoảng 4 mét chẳng hạn thì cái nó còn 6 mét thì cái chiều này ví dụ là mình sẽ làm khoảng 4 mét thôi. Cái nhà thờ này này, đằng sau mình nhà của mình tức là cái sau nhà nó sẽ quay mặt tiền quay về dài này. Quay nếu thờ thì thế là anh lại vẫn quay theo hướng nhà này à? Hướng nhà này. Em lại đang tính là theo ra mặt đường hết cho nó thuận tiện cho mình không khí đi lại. Không. Cái đó cũng có cả vào quay ra mặt đường. Cái đó là đường sau này. Đúng rồi, nếu đấy, mà làm cái cổng vẫn nếu mà quay mặt tiền nhà mà quay vẫn theo hướng nhà cũ của mình thì tét nước là không được, là để đằng sau thì không được rồi. Thế đấy. Chế phải tính toán lại cái này. Thì sao nó phong thủy là được. Cái đấy về đây là mình cái bài toán mình đang diễn giải đã. Còn về để lên mà cụ thể thì bọn cháu phải lên trên thiết kế và lên mặt bằng xong và lên trên máy tính, bọn cháu sẽ gen ra và kết hợp với thầy để mình chỉnh sửa làm phong thủy đấy. Đúng vâng đấy, chứ còn ví dụ là bây giờ thì nó chỉ có hai hướng là bây giờ mình không để đằng sau được, mình là chỉ để là bên trái hoặc bên phải thôi. Đấy, mình cắt đấy. Nên là về bọn cháu phải chuyển diễn giải ra. Vâng, đất nhà mình chiều sâu mà có rộng, mình cứ đẩy ra ngoài và cái lát này là cháu sẽ lấy thông tin từng công rõ từng bước một ạ. Rồi, ok cháu. Vâng, thì chú cho cháu xin họ tên đầy đủ của mình với chú Thao ơi. Ngô Xuân Thao. Chú Thao là chú sinh năm mấy rồi chú? Năm 1959. Dạ vâng ạ. Và chú lúc nào chú dự kiến là biểu là có cả bể nước ngầm đúng không ạ? Ừ, bể nước ngầm chứ. Một bể nước máy đấy. Vâng. Và một bể nước mưa. Bể nước mưa thì có thể xây nhỏ hơn tí. Vâng, có bể nước máy thì nó to hơn. Và cái bể phốt đó. Đúng vậy thôi. Cái khu vực đây mình xây dựng chắc là ở ủy ban họ chưa bắt mình làm hồ sơ cấp phép đâu chú chưa? Không, không. Về trần nhà đấy thì chú có dự định sau này làm trần thạch cao hay mình chỉ chát trần ạ? Trần thạch trần cao chứ. Vâng. Trần thạch cao. Còn cái hình thức về nhà mình có một cái cửa đại chính vào nhà thì chú dự định làm chú làm cửa gỗ. Cửa gỗ, vâng. Còn các cửa thông phòng vào các phòng ngủ phòng khách là với lại cửa sổ là mình làm nhôm hệ. Vâng, nhôm hệ. Cái này thì về bọn cháu sẽ nó cũng kiểu nước thế này thôi chứ, ví dụ mình sẽ cắt lại một cái diện tích để mình để tét nước với thái chức năng ra thôi. Mới là sân vườn được trước thôi. Vâng. Đó. Thế còn dù nó hoa... cũng nó dùng ví dụ ná ná trong kiểu như này chút này. Đấy, đúng rồi. Đấy, thì sau này mình ở đây nó cũng có tái thương năng này, ở đây nó có một cái nhưng có thể là mình sau này mình phải cắt đi một ít đây để mình đặt thêm của chú hai cái téc mà. Ừ, đấy, mình cắt thêm đi một ít. Đúng rồi, cắt thêm một tí để đặt vâng. Vừa cho hai cái téc. Đúng rồi, chính xác. Ở đây người ta đấy. Có một cái thì họ họ sẽ để nhỏ hơn. Rồi. Đấy. Ok. Rồi. Nên là sau này bọn cháu về bọn cháu sẽ lên thiết kế công năng xong bọn cháu sẽ dựng cái ngoại thất của nhà này lên này để phối phối cảnh màu nhà để tạo cổng không già sân vườn này với lại phối mạnh màu sơn nhà mình này và có thể tạo những cái góc này ví dụ người ta sẽ lên những này con rồng hoặc là chú muốn cái uốn lượn một chút thì bọn cháu sẽ chỉnh sửa lại cho nhà mình. Đấy. Còn thường thường thì nhà thờ người ta sẽ không có uốn lượn nhiều giống kiểu của chùa. Không, đấy. Không. Nhà thờ của mình chỉ đơn giản là những con rồng đây này đấy thôi. Đấy, có cột sảnh đây này, cột hết để mình cột làm nhà ba gian. Đúng rồi, vâng, chính xác. Nên là bọn cháu làm cột tròn dán ngói đúng không? Vâng ạ. À, dán mình phải dán ngói cho nó mát. Mát chứ. Vâng. Nói chung là nhà thờ của chú mình mà cũng không phải là cần bày trí nhiều cái gì mà làm là để làm to ra làm cái gì chú cả. Chú thế này là chú đang nghĩ định là xây cái mặt tiền là khoảng 8 mét thôi. Vâng đấy. 8 mét sâu vào có thể là 10 hoặc 11 mét. Vâng. Nói chung là nếu mà chú làm 8 mét vuông thì sâu là 10 mét, đấy là chiều sâu của nhà nhé. Xong rồi nó sau nó còn cổng sảnh nữa thì nó phải rơi vào khoảng 10 là khoảng tầm 12 mét rưỡi đến 13 mét ạ. Vì cái nó có sảnh hin này mà. À, đấy. À, à, à.
Cứ hình dung là 8, 10 nó chừng là cái tường này này. Đấy, cái 10, ví dụ 10 mét nó chừng là cái tường này đến cái tường cuối nhà của mình. Là cái chiều lọt lòng để mình chia công năng là 10 mét. Đấy, nó sau nó còn cổng sảnh với lại bậc ngủ cấp giả. Vâng, nó tầm 2,5 đến 3 mét nữa là gọi nó được gọi là tầm về dài hết khoảng 13 mét đấy. Rồi rồi rồi. Đấy, thế okay, tầm tầm diện tích như thế và nó khoảng khẩu độ nó dài như thế là nó cũng hợp lý vừa với mình. Đấy, chứ còn ví dụ là dài quá mà có 8 lại dài đến 14-15 mét thì nó lại hơi theo đá nhà ống thì nó sâu quá. Sâu quá. Đấy. Sâu quá nó sâu. Nó vâng. Nó có cái hành lang đi lại đằng trong nó bị dài quá thì nó bị tối nhà. Rồi. Đấy. Rất chứ sao. Vâng, vâng. À, chú là nhà mình là muốn 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 thuê công ty phá dỡ ở nhà luôn. Đúng rồi, tất cả chọn gói luôn. Trong vít vào đây. Ừ. Chú đã thuê các cháu là cho chú làm chọn gói luôn. Chứ không có phải thiết kế sân vườn cổng thế chứ. Đó, bảo hết cái cổng hàng rào sân vườn bên em để dựng hỗ trợ cùng thôi chứ không phải cần không cần có cái cổng nào đẹp không? Cái cổng nào đẹp không mày? Đẹp nó phù hợp với cái mẫu nhà chứ nó với khuôn nhà sau này bọn cháu sẽ dựng cho nhà mình. Cái đó cái đó thì mình không cần phải thiết kế đâu cho làm gì đâu nhé. Bọn em sẽ dựng hỗ trợ chứ. Vì cái diện tích nhà mình nó không phải to lắm mà để mình phải thiết kế cổng hàng rào sân vườn làm gì cho nó. Cho nên là mình dựng hỗ trợ. Không, nhưng mà nó còn thừa kia rồi mình cũng không, phải... người ta hỗ trợ cho mình đâu. Hỗ trợ dựng lên này, dựng là sau này xây dựng mình cũng xây như thế. Nhưng mà ý là mình không bổ kích thước, ví dụ từ đây đến đây là cái bao nhiêu mấy cái cột để sau này mình tự mình ăn. Bọn biệt thự nó mới thiết kế kiểu đúng rồi, chính xác. Tức là người ta đất người ta rộng ấy, đất vườn người ta rộng, người ta muốn thiết kế chỗ này là cái hòn non bộ này, chỗ này là cái bể cá này, chỗ này là cái chòi thiết này đồ đấy đó. Bức tường thôi. Đúng rồi. Tường rào với sân thôi. Đấy, cái nào với sân rồi trồng cây trồng cối thôi. Trồng cây cối hoa quả cây cối thôi. Phá rỡ làm lán này, một là lán cho công nhân ở đây. Cái việc là lán trại của công nhân thì công nữa là công ty họ sẽ tự lo. Không, đấy để chú nói cái ý tưởng và làm cho chú một cái lán để chú chuyển đồ. Các cụ ra. Chuyển đồ để bàn thờ ta. Thời gian làm sau này phá rỡ mình mượn được những cái luồng clip đây này mình. Lấy luôn cái luồng này làm luôn thôi. Cái nền đất của mình đấy là đất thổ cư lâu năm đúng không? Thổ cư lâu năm à? Không phải ngày xưa phải ao chu không đồng lại vào nền đất thổ. Ủa, cũng ở mấy trăm năm. Chắc không phải làm móng băng nữa đúng không? Mình làm móng băng thôi, không phải móng ép cọc. Thôi, không phải ép cọc nữa. Làm móng băng thì hệ số an toàn nó cao hơn là ví dụ mình có tiết kiệm làm móng cốc thì nó lại đào từng mố thì sau này nó sẽ lún không đồng đều, nó sẽ giật nhau ấy. Đúng rồi. Móng băng là tốt nhất. Móng băng là mình đào theo móng sâu chứ. Đúng rồi. Theo cái hệ móng luôn ạ. Đúng rồi. Khung nhà luôn ạ. Thì nó sau này nó có lún thì nó lún đồng đều lún hết đồng đều luôn. Đấy thì ở đây thì cháu xin giải thích lại cái quy trình của làm việc của bên công ty cháu cho chú Thao và anh Linh nhà mình được hiểu rõ và biết rõ hơn về quy trình làm việc bên công ty cháu ấy. Thì hôm nay là cháu có nhận được thông tin là nhà mình đang dự kiến về thiết kế xây dựng nhà này. Đấy thì hôm nay công ty cử cháu về đây để khảo sát đất đai nhà mình này, lấy kích thước đất này, lấy hướng rồi này. Và ở đây thì cháu xin một số thông tin ở đây thì trong này có thông tin là tên tuổi năm sinh nhà mình là chuẩn xác này. Cái này để vào cháu tính toán về phong thủy về hướng giường cho các phòng này. Đúng rồi. Đấy, còn cái thông tin thứ hai là nhu cầu về công năng từng tầng này và những cái phụ kiện trong ngôi nhà của mình này, phụ kiện là như cử giã hoặc là những
dựng thiết bị ấy, cái này là cái sơ bộ, cái này có thể mình thay đổi và sửa đổi được trong lúc mình thiết kế. Đấy. Vì bọn cháu thiết kế ra phải từng công đoạn một, bọn cháu gửi trên nhóm Zalo chung của nhà mình xem là mình hài lòng chỗ nào hoặc chưa hài lòng chỗ nào, mình cùng nhau chỉnh sửa lại làm sao nó ra được cái tối ưu và sản phẩm nó đẹp nhất. Rồi, ok rồi. Đấy, còn để mà triển khai lên được một nhóm thiết kế để thiết kế lên cho nhà mình ấy, thì hai bên sẽ thống nhất với nhau để ký một cái hợp đồng thiết kế. Đúng rồi. Ký xong thì chiều bên cháu sẽ lập một cái nhóm Zalo chung. Đầu tiên là sẽ là add anh Linh vào, vì anh Linh làm việc với bên công ty em có kết bạn Zalo với bạn Ân rồi. Thì lập nhóm xong Ân sẽ add anh vào nhóm, rồi anh có thể thêm thành viên gia đình mình vào, chú có Zalo thì anh thêm vào cùng một cái nhóm chung đấy. Thì bên em thường thường lập nhóm xong bên em sẽ có một cái nhóm Zalo chung giữa khách hàng và công ty. Mỗi khách hàng nó sẽ có một nhóm riêng mà. Cho nên là bọn em sẽ có một cái nhóm chung nữa này. Đấy. Ví dụ là tất cả những cái công việc về ký hợp đồng và hình ảnh mình làm việc nó sẽ nằm ở trên nhóm này cho mình nắm bắt và có mọi thay đổi và chỉnh sửa gì bên em sẽ trên một cái nhóm chung này. Thì lúc cái nhóm nó sẽ có một cái mã nhóm này, thường thường nó sẽ có mã nhóm thiết kế, ở đây là em ghi có chú Thao. Thì sau này người ta sẽ thiết kế chú Thao có Phủ Lý Hà Nam. Đấy. Đấy. Thường thường nó sẽ có một cái mã nhóm nữa này, nên là tất cả sau này thiết kế ký xong thì bên em là giám đốc lập này sẽ lập một cái nhóm Zalo. Cái nhóm này chỉ có nhà mình và bên công ty và được các bạn được giao trách nhiệm làm ở trong này thôi nhé. Chứ công ty em rất là đông, không phải là bạn nào cũng được vào đây. Đông quá nó không nhiễu, không làm mà công ty họ sẽ sắp xếp, ví dụ là xếp. Ta giao cho ai thì cứ thế. Đúng, nên là giám đốc họ sẽ giao cho trưởng phòng mặt bằng này, trưởng phòng mặt bằng họ sẽ giao cho một nhân viên cấp dưới nữa để vào đây lên cái mặt bằng công năng của mình từ tầng 1, tầng 2 và cái nhà thờ. Đấy. Để lên cái mặt bằng công năng đấy và gửi trên nhóm cho nhà mình xem là nhà mình có hài lòng hoặc chưa hài lòng chỗ nào để mình cùng nhau chỉnh sửa. Okay. Thì cái mặt bằng của nó thì nó cũng giống như này thôi chú nhá, thì nó cũng là cái mẫu nhà của mình tính diện tích ấy, ví dụ là chiều nhà của mình là dài rộng như nào. Người ta sẽ lên, người ta sẽ ký hiệu cho mình, ví dụ phòng khách này, phòng ngủ này, nó là bao nhiêu mét vuông một phòng. Cái bài toán nhà mình đang đặt ra là nó chỉ có 80 mét vuông một sàn chú với lại anh Linh nhá. Nên là bọn em sẽ lên cái 80 mét vuông đấy trước và nhân ra cái diện tích như này để ra được cái diện tích của từng phòng. Mình mà thấy nó bé quá thì mình có thể là lên đến 90. Đấy, hoặc mà thấy nó vừa thì thôi. Thôi 90 đi. Cái từ từ bài toán mình cứ đặt ra trước đã, cái sau này mình thay đổi được mà chú. Nếu mà bây giờ mình chưa thể là chốt, đúng rồi. Lúc nào nhà mình mà chốt xong cái mặt bằng công năng từ tầng 1, tầng 2 và cái tầng 3 đấy thì diện tích nó lên hay xuống nào lúc nữa bọn cháu sẽ cộng lại. Còn bây giờ mình cứ sơ bộ cho một bài toán là 80. Vâng. Okay. Đấy. Nhà mình chưa chốt mặt bằng công năng này thì chưa ai dựng được mẫu nhà đâu ạ. Rồi. Nên là cái cực kỳ quan trọng, nên là thời gian mình chỉnh sửa trên nhóm và thiết kế nó cũng khá là lâu vì cái thời gian để mình nghiên cứu và chỉnh sửa mà. Đấy, nên là nhà mình chốt mặt bằng công năng xong bọn cháu mới dựng mẫu nhà này. Dựng mẫu nhà xong cũng gửi lên cho nhà mình xem là cái hình khối và mình hình thái vào cái màu sắc phối vào mình cử giá như vậy là mình có ưng cử này hay hoặc là ưng cử khác thì bên cháu lại chỉnh sửa. Đấy, lúc nào mà chỉnh sửa nhà mình cũng ưng ý về cái mặt bằng công năng này, cái ngoại thất này xong thì bên cháu mới chuyển trong công đoạn thứ hai là bổ kỹ thuật ngôi nhà, là bổ mặt đứng, mặt cắt, chiều cao ngôi nhà, cử giá nó để nó có cái số thông thủy để làm cử giá mà với lại có kích thước để cho thợ sau này người ta xây dựng trên sàn rồi. Đấy, thì bổ kỹ thuật xong là bên cháu sẽ chuyển sang là làm kết cấu. Lúc đấy là quan trọng về ngôi nhà để người ta bổ xem là cái nhà này hết bao nhiêu tấn, khối lượng của nó là trọng tải bao nhiêu tấn thì người ta sẽ tính phương án móng của mình là đi dầm bao nhiêu, ví dụ 500 hay 700 đấy, và đi phi bao nhiêu, ví dụ khối 18 hay 20 đấy. Thì cái nữa thì phải lên được cái sơ bộ mẫu nhà và người ta bổ ra thì người ta mới tính được kết cấu nó chuẩn xác nhất. Đấy là cái sơ bộ về cái thông tin và cái quy trình làm việc của bên công ty cháu như vậy. Còn để mà thống nhất được mà lập nhóm để thiết kế thì đây là cái hợp đồng thiết kế bên công ty cháu, thì chú có thể anh cứ đọc qua, có thể anh Linh lên công ty chắc là bạn cũng đừng cho đọc qua rồi. Đấy, còn đây chú đọc qua cho cũng giúp cháu cái hợp đồng này. Hợp đồng đầu tiên là hợp đồng về thiết kế chú nhá, với anh Linh nhá. Vì bên cháu sẽ phân ra hai cái hợp đồng riêng biệt này. Hợp đồng đầu tiên là mình phải thiết kế lên mẫu nhà và mình chốt về vật tư vật liệu và sau này nó ra được cái vật tư vật liệu đấy, mình tính toán về giá cả này, của nhân công này, giá xây dựng, giá vật tư vật liệu, mình ok cái thì mình mới ký hợp đồng, sau là hợp đồng thi công trọn gói. Đấy, nên là cái hợp đồng nó sẽ tách ra hai cái nó rõ ràng như vậy để mình dễ làm việc và dễ hình dung hơn. Đấy, còn trong cái hợp đồng thiết kế là nó chỉ là thiết kế lên mẫu nhà, kích thước mẫu nhà và mình chốt vật tư vật liệu thôi. Đấy. Thì trong cái hợp đồng thiết kế này nó sẽ có ba mục quan trọng thôi chú Thao này, với anh Linh nhé. Thì cái
cái trang đầu tiên ấy thì nó sẽ là tên tuổi địa chỉ của hai bên nhà mình thôi. Chủ đầu tư là bên A này, là bên nhà mình này, lát nữa cháu ghi, cháu xin đây là lát cháu ghi vào thôi. Đấy, còn bên B là bên công ty cháu này. Đấy. Là địa chỉ công ty cháu ở 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội này. Này thì anh Linh có lên công ty rồi. Thế là còn giám đốc đại diện chức pháp luật là của ông Hoàng Gia Lập này. Còn hình thức thứ hai là về gói thiết kế. Về nhà dân dụng ấy thì bên cháu sẽ có hai gói cơ bản chính. Gói đầu tiên là gói thiết kế về kiến trúc. Gói kiến trúc này bên cháu thiết kế cho mình cũng đầy đủ từ móng đến phần mái, kiến trúc kết cấu điện nước và lên dự toán đầy đủ. Nó chỉ không thiết kế đồ kích thước đồ nội thất trong nhà. Đồ nội thất là cái gì? Giường, tủ, bàn, ghế, kệ tivi, tủ bếp. Đấy. Đấy là cái gói kiến trúc. Đấy. Thì còn gói thứ hai là gói thiết kế gói VIP cả kiến trúc lẫn nội thất, đấy, cả trong cả ngoài. Đấy. Thì cái gói nữa bên giá bên cháu sẽ là 200.000 một mét vuông cơ. Đấy, là sau này là mình phải thiết kế cả đồ nội thất trong nhà, giường, tủ, bàn, ghế, kích cỡ ra làm sao, sau này mình phải mua và đóng theo cái đấy. Thì có thể là những cái mình có nhà, đồ cũ mình có thì mình sẽ không tận dụng lại được nữa, vì mình phải đóng mới lại hoàn toàn theo kích thước mới kia. Thì sơ bộ nhà mình đang dự kiến là ví dụ là 80 mét vuông một sàn, hai sàn là 160. Hai sàn 160 cộng với khoảng 40 cái mét vuông của nhà thờ trên ấy. Thì cái diện tích mình sẽ dự kín là nó sẽ rơi vào 200 mét vuông. Dự kín về thiết kế chú nhá. Cái diện tích thiết kế 200 mét vuông mà nhân với cái đơn giá các bạn báo là của mình nó là 150.000 một mét vuông thì nó sẽ rơi vào khoảng hồ sơ này mình nó sẽ rơi vào 30 triệu. Và cái chi phí thiết kế này được hoàn trả sau khi mình thiết kế xong và mình chốt được thi công, mình ký hợp đồng thi công thì bên cháu sẽ trả lại cái chi phí thiết kế này. Đấy. Thế là mình thi công thì mới ký được. Đúng rồi, ký hợp đồng thi công thì chi phí thiết kế được hoàn trả lại. Đấy. Còn trong lúc mình đang thiết kế, ví dụ mình lại lộ thông tin này, người nhà hoặc làng xóm người ta bị là thấy bảo à, nhà anh em này đang muốn thiết kế sau này xây dựng, là người ta đến người ta xin xây dựng thì mình lại nể người ta, mình lại đưa cho người ta xây dựng thì mình phải lại bỏ chi tiền ra mình mua cái bản thiết kế này. Có nghĩa là mất cái chất xám của các cháu. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Cái đó là cháu cũng không nói như thế này vào. Xong ấy là chú sẽ phải nói trước này, đã chốt được cái hạ này. Dạ, và tất cả bên công ty cháu với lại nhà chú vâng chốt được cái bản là để thi công ạ. Vâng, là chú sẽ hợp đồng với các cháu là thi công trọn gói. Đúng rồi, các cháu luôn. Đúng rồi, chính xác. Đấy là như thế. Nên là trong đây nó có cái phần là nó sẽ có cái phần hỗ trợ tặng kèm 3D bóc tách mái này. Đấy. Còn nếu như sau này nhà mình mà tự thi công thì bên cháu sẽ có 3 lần về giám sát chính cho nhà mình. Đấy, cái 3 lần giám sát nó sẽ, cái chi phí nó sẽ cộng vào cái tiền chi phí thiết kế này luôn này chú nhá. Ví dụ là nhà mình mà tự thi công ấy, đây cháu nói nhà mình tự thi công nhá, thì bên cháu sẽ có 1 lần móng này, 2 lần của sàn mái. Đấy. Đấy là về hỗ trợ về sắt thép xem làm có chuẩn theo kích thước và đúng cái chủng loại và theo thiết kế không? Thiết kế hay không? Có sai sót nào để mình còn khắc phục một chỉnh sửa. Đấy. Đấy thì nếu giờ cô chú chú với lại anh Linh mà thống nhất được thì cháu xin phép cháu soạn cái hợp đồng cho nhà mình. Thì cái hợp đồng này cháu sẽ soạn hai bản giống nhau. Mỗi bên giữ một bản để sau này mình có cái pháp lý để mình ký thi công trọn gói. Chính xác rồi. Vâng. Thì mỗi bên giữ một bản. Thì cháu loát được trong cái hợp đồng. Thợ thiết là phải an toàn đấy nhá. Dạ, quy trình anh nói về quy trình thanh toán nha anh này. À, cái chi phí về cái chi phí thiết kế này đấy, đầu tiên là phải nói về chi phí thiết kế trước chú nhá. Cái chi phí thiết kế này bên 30 triệu này bên cháu sẽ chi trong 3 lần ứng. Đấy. Ok cháu. Ví dụ trong 1 tháng này thiết kế xong cái bộ hồ sơ, trong 1 tháng là bên cháu sẽ cái tiền 30 triệu bên cháu sẽ chi thành 3 đợt ứng cho nhà mình. Đợt đầu hôm nay hai bên thống nhất được với nhau sẽ ký hợp đồng thiết kế, ký xong thì bên cháu sẽ tạm ứng trước cho mình để 10 triệu để đặt cọc ràng buộc và bên cháu có trách nhiệm lập nhóm thiết kế lên cho nhà mình. Ok. Đợt hai là mình phải đóng là khi mình chốt xong được mặt bằng công năng nhé. Và chốt xong mẫu nhà nhé. Chú hình dung là nhà mình phải chốt được hai cái sản phẩm mình ưng ý và mong muốn nhất của mình rồi. Thì bên cháu nhắn ở trên nhóm là xin ứng đợt hai. Đợt ba là hoàn tất một bộ hồ sơ đầy đủ mang về nhà mình giao. Và cái hôm mang về nhà mình giao ấy, mình thống nhất được cái giá cả cụ thể về để thi công ấy, thì giám đốc thi công họ sẽ mang hồ sơ về nhà mình giao và họ sẽ cầm hợp đồng thi công chọn gói đến họ tư vấn với nhà mình. Và hôm mà tư vấn xong xuôi mà hai bên thống nhất được ký hợp đồng thi công chọn gói ấy, thì hai cái lần tiền ứng trước đấy họ sẽ trả lại nhà mình hôm ký hợp đồng thi công. Okay. Họ không thu đợt 3 này chú nhá. Rồi, nên là hình dung là chú cứ 30 triệu nó sẽ chia thành 3 đợt ứng. Đấy thì cái này thì anh Linh hoặc chú ký giúp cháu một bản cho công về nộp công ty, còn một bản mình giữ lại chú nhé.
thì cái hợp đồng này với lại lát cái catalog này mà cháu tặng nhà mình. Đấy, bên đây thì có giám đốc cháu ký đóng dấu và ký tên, đây là của bên chủ đầu tư là bên A của mình đấy ạ. Vâng. Dạ vâng, cháu gửi chú một bản này chú ký giúp cháu rồi chú giữ một bản ạ. Đấy, cái này là chú giữ giúp con cái hợp đồng này và cái catalog để mình tham khảo. Ở trong catalog này có một số mẫu nhà với lại hình ảnh con người công ty bên cháu để mình đấy, địa chỉ công ty cháu đây. Vâng, ok cháu. Đây có cháu ghi lại đây phiếu thu của công ty cháu này. Có số đây. Đây người nộp tiền đấy. Dạ em nhận đủ nha, mình cháu nhận đủ cho mình là 10 triệu nha chú Tha với lại anh Linh nhá. Quý vị thân mến, hiện tại Ngọc Huyền đang ngồi cạnh chú Thao, đây chính là chủ đầu tư của công trình. Và ngày hôm nay thì chú Thao vừa mới ký kết hợp đồng thiết kế cùng với công ty chúng tôi. Chào chú ạ. Vâng, cảm ơn cháu. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn chú và gia đình đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Mark Home. Thì cho cháu hỏi qua một chút được không ạ? Rồi, có câu hỏi. Đầu tiên ạ, một câu hỏi rất là quen thuộc thôi. Tại vì sao mà gia đình mình lại biết đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế cho gia đình? Rồi, qua một cái thời gian thì thì là chú tìm hiểu về công ty, thế thì cũng đến để rất nhiều lần với công ty để thì đến hôm nay là gia đình chú cũng rất là tin tưởng với công ty, mời công ty về để thiết kế một cái ngôi nhà cho các cụ nhà chú để đến thiết kế xong rồi thì là chú thì rất hài lòng với công ty về cái cách làm việc của công ty và cái mọi vấn đề là chú rất hài lòng, rất cảm ơn với công ty là đã hợp tác với gia đình chú. Dạ. Đó, dạ. Vâng, và ngày hôm nay thì có bạn kỹ thuật viên bên cháu về này trực tiếp tư vấn cho gia đình mình thì chú cảm thấy như thế nào? Chú rất hài lòng. Nên cái cháu kỹ thuật viên để tư vấn cho gia đình của chú. Vâng ạ. Và cho cháu hỏi một chút đó, sắp tới thì nếu như mà xong cái bản vẽ thiết kế xong ấy thì chú và gia đình thì không biết là có dự định là muốn thi công trọn gói cùng với công ty hay không? Chú rất muốn để công ty thi công trọn gói chìa khóa cho tay cho nhà chú. Vậy thì cháu hỏi thêm một câu nữa đi ạ. Cháu biết rằng là chú đã từng là một người mà xây dựng cũng khá là nhiều ngôi nhà rồi. Và đây, ngôi nhà sắp tới này không phải là ngôi nhà đầu tiên nha, mà đã là một ngôi nhà thứ mấy rồi đấy ạ. Vậy thì cho cháu hỏi một chút ạ, tại vì sao mà chú lại lựa chọn là thiết kế cũng như thi công trọn gói? Tại vì cháu thấy là kiểu tầm tuổi như chú thì thường thường là mọi người hay tự xây thôi đấy, không có bản vẽ thiết kế gì hết. Nhưng mà tại sao lại chú lại có một cái ý tưởng nó khá là hiện đại như thế ạ? Chú thì thế này, chú báo cáo như thế này. Chú thì nói thật đến bây giờ là chú đã xây dựng là 3 ngôi nhà rồi. Ba ngôi nhà Hà Nội rồi. Thế trong quá trình trước thì chú cũng xây dựng cũng hơi vất vả một tí. Nhưng mà chú thì có hai thằng con thì chú nó cũng không muốn bố vất vả như thế nữa. Đấy. Thì mục đích là thì hai thằng con nó muốn tư vấn cho chú thì chú cũng thấy hợp lý. Thế bây giờ mà mình lại tự mình xây, tuổi đã lớn rồi. Đấy. Thì bây giờ lại tự đi rồi giám sát rồi nếu chạy vật tư thì nó vất vả quá. Thế là chú muốn để hợp đồng để thi công trọn gói với công ty. Có nghĩa rằng là khi mà mình có thi công trọn gói rồi thì mình sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để mình đi mua nguyên vật tư, vật liệu này. Rồi cũng trong quá trình mà thi công ấy không phải tí là bảo thợ là cái cửa này sẽ kích thước như thế nào này, xong rồi rồi là lựa chọn những cái loại vật liệu như thế nào, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Có nghĩa rằng là mình sẽ rất là nhàn. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều nhá. Người ta thì có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt á. Đúng ngày rồi. Hôm nay thì mình ký kết hợp đồng khá thành công rồi. Và cháu hy vọng rằng trong thời gian sắp tới ạ thì chú sẽ có một ngôi nhà thực sự ưng ý.
Cho cảm ơn chú rất là nhiều. Ok cháu. Cảm ơn cháu. Quý vị thân mến ạ, cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và chú Thao cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc là thi công trọn gói, có thể liên hệ ngay tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Và có khi là chú, nếu mà bạn bè chú rất nhiều ở quê lại rất nhiều, có thể là chú giới thiệu được, nếu mà tốt mà bạn bè nó về nhà chú, nó xem công ty mình thiết kế nó hợp lý, nó đẹp thì chú có thể chú giới thiệu được bạn bè chú, rất nhiều bạn bè vẫn có thể là anh em nó vẫn có nhà quê nhưng mà nó chưa làm, mà tới đây nó về nhà mình nó xem nó thấy hợp lý quá thì nó bảo ông xây dựng ở đâu đấy, ông giới thiệu tôi cái thì chú sẽ giới thiệu công ty của cháu thôi. Dạ vâng. Rồi, rất cảm ơn cháu. Tốt quá chú ạ. Dạ vâng. Cảm ơn chú nhé. Rồi, bye bye quý vị khán giả. Rồi.